bảng lương giáo viên tiểu học hạng 3 khi tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, lương giáo viên tiểu học hạng 3 vẫn tính theo công thức lương bằng hệ số nhân mức lương cơ sở. Trong đó, hệ số lương của giáo viên tiểu học được quy định cụ thể tại Điều 8 Thông tư 02/2021 Thông tư Bộ Giáo dục Đào tạo. Giáo viên tiểu học hạng 3 áp dụng lương việc chức loại A1, hệ số lương từ 2,34 đến 4,98. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 trở đi, mức lương cơ sở áp dụng là 2,34 triệu đồng một tháng. Dưới đây là bảng lương giáo viên tiểu học hạng 3 từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Nhóm ngạch bậc 1, hệ số 2,34, lương 5.476.000 đồng. Bậc 2, 2,67, 6.248.000 đồng. Bậc 3, 3,00, 7.020.000 đồng. Bậc 4, 3,33, 7.792.000 đồng. Bậc 5, 3,66, 8.564.000 đồng. Bậc 6, 3,99, 9.337.000 đồng. Bậc 7, 4,32, 10.109.000 đồng. Bậc 8, 4,65, 10.881.000 đồng. Bậc 9, 4,98, 11.633.000 đồng.